Alright, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube HB Nguyễn Những Loài Sống Dưới Nước của mình nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một loài thủy quái có từ thời tiền sử đến ngày nay, một trong những loài cá nước ngọt to lớn nhất Trung Quốc, đó là loài cá tầm thìa hay còn được gọi là cá kiếm Trung Quốc. Hiện nay chỉ còn tồn tại lại hai loài cá tầm thìa, một loại là của Trung và loại kia là của Mỹ. Ở Mỹ, cá tầm thìa còn được gọi với cái tên là cá mái chèo. Vì miệng của chúng giống như những chiếc mái chèo, thân hình chúng khá giống với những loài cá mập. Cá tầm thìa thường sống ở những nơi có dòng nước chảy chậm. Cá tầm thìa thành thục khi 7 hay 8 tuổi, với chiều dài cơ thể điển hình 2 mét và trọng lượng 25 kg. Chúng được bắt gặp nhiều ở sông Dương Tử Trung Quốc và sông Mississippi ở Bắc Mỹ. Nó cũng được gọi là cá voi vì mõm của nó giống như một cái vòi voi. Chúng ăn các loài cá khác cũng như một lượng nhỏ cua và tôm. Theo lời các nhà khoa học, loài cá tầm thìa thuộc một nhóm cá cổ đại được cho là đã tồn tại từ đầu kỷ Du ra, khoảng hơn 200 triệu năm trước. Chúng phát triển rực rỡ nhất vào khoảng thời gian từ 34 cho tới 75 triệu năm trước. Nơi tập trung nhiều cá thể nhất là sông Trường Giang. Nhưng rồi số lượng cá lụi tàn dần vào cuối thập niên 70 do tình trạng đánh bắt cá quá mức và môi trường sống của chúng bị thu hẹp dần. Con cá trưởng thành có thể đạt chiều dài 7 mét, nặng tới 450 kg. Ngày nay, mình vẫn thấy loài cá này được bày bán trên một số diễn đàn và hội cá. Nhưng chúng thuộc nhóm cá tầm thìa Trung Quốc hay của Mỹ thì mình không rõ. Nhưng đây đúng là một loài cá rất thú vị đối với mình. Mình không có bán cá nha mọi người ơi. Các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ HB Nguyễn làm các video tiếp theo nha. Còn các bạn nào thích loại cá gì nhớ để lại bình luận bên dưới cho mình biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.